Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp nâng cao một số chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính By Index của tỉnh Hưng Yên đạt 86,83 điểm, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố, giữ nguyên so với năm 2021, có 5 trên 8 chỉ số thành phần cao hơn trung bình cả nước, 3 chỉ số cho kết quả tích cực đạt trên 90% là chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, CPAS, xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, giảm 3 bậc so với năm 2021, và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, PAPI, xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố, giảm 6 bậc so với năm 2021. Hội nghị tập trung phân tích sâu, đánh giá, bàn giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số By Index, CPAS, PAPI của tỉnh. Các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính của Hưng Yên thì đều có những cái kết quả cao. Điều này nó cũng phản ánh được cái thực tế, cái nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền Hưng Yên trong thời gian vừa qua. Rất ấn tượng với cái chỉ số công tác chỉ đạo điều hành, trong đó thì có những nội dung mà nhiều đổi mới sáng tạo. Rồi chỉ số về cải cách thủ tục hành chính, chỉ số về cải cách tài chính công là 3 cái chỉ số thành phần tốt nhất trong 8 chỉ số thành phần. Năm nay cái chỉ số trung bình của cả nước đều giảm do một số những cái nguyên nhân khách quan, ban hành những cái tiêu chí mới rất là khó có thể thực hiện được trong một cái khoảng thời gian ngắn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá các chỉ số về cải cách hành chính của Hưng Yên có xếp hạng khá tốt, tương đối đồng đều. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như việc xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị chưa kịp thời, việc công khai thủ tục hành chính và các quy định có liên quan trên cổng dịch vụ công của tỉnh chưa được cập nhật đầy đủ kịp thời, tỷ lệ giảm số lượng đơn vị công lập của tỉnh chưa đạt yêu cầu, một số nội dung của chỉ số PAPI nằm trong nhóm thấp hoặc trung bình thấp của cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, chú trọng cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, kế hoạch đến năm 2026 phải thực hiện giảm 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách chế độ công vụ tài chính công. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số vì đây là chỉ số tỉnh Hưng Yên giảm sâu so với năm 2021. Liên quan cả đến chuyển đổi số thì đề nghị đẩy nhanh cái tiến độ. Trong quá trình đó thì chú ý các cái nền tảng dùng chung hiện nay, máy móc, thiết bị, đường truyền, vân vân thì các địa phương phải chủ động lo. Nếu mà nó nhỏ lẻ và cái chuyện là cứ mua 1-2 cái máy tính mà lại cứ phải gom lại toàn tỉnh sau đấy thực hiện đấu thầu tập trung thì bao giờ mới có được cái thiết bị để làm. Các cái đơn vị cung cấp cái hạ tầng ấy, Sở Thông tin Truyền thông thì cũng đề nghị là phải quan tâm để làm sao đó nâng cấp cái đường truyền. Có cái việc là cái thanh toán trực tuyến ấy, để mà nó gắn với cái toàn trình ấy. Đấy thì đề nghị trung tâm hành chính công ấy, thì phải chủ động phối hợp với ngân hàng nhà nước. Thế mà nhân đây tôi cũng giao nhiệm vụ cho cái ngân hàng nhà nước ấy, kể cả trong cái mối quan hệ với các ngân hàng thương mại đấy thì phải tiếp cận cái nội dung này một cách nó có trách nhiệm.